Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại 10 cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Việt Nam, từ những cơn bão gây chấn động như Linda năm 1997 cho đến những trận siêu bão gần đây như Merlep năm 2020. Hãy cùng tìm hiểu những thiệt hại khủng khiếp mà các cơn bão này đã gây ra, đồng thời khám phá những giải pháp để giảm thiểu tác động của chúng trong tương lai. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Trong lịch sử Việt Nam, nhiều cơn bão mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Dưới đây là danh sách 10 cơn bão nổi bật và so sánh mức độ mạnh mẽ của chúng dựa trên cường độ, sức gió và thiệt hại chúng gây ra. 1. Bão Linda 1997. Cấp độ cấp 12 theo thang Beaufort, tương đương 133 đến 149 km/h. Thiệt hại, đây là một trong những cơn bão chết chóc nhất trong lịch sử Việt Nam. Bão Linda đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người, gây thiệt hại nặng nề cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi thường ít chịu ảnh hưởng bởi bão. Đặc điểm, Linda tấn công vùng Tây Nam Bộ, nơi hiếm khi bị bão, khiến các biện pháp phòng chống không hiệu quả. 2. Bão Chansu 2006. Cấp độ cấp 12 đến 13, 118 đến 133 km/h, tương đương bão nhiệt đới rất mạnh. Thiệt hại, hơn 200 người thiệt mạng, chủ yếu là ngư dân trên biển Đông.